dạ thung lùng hả? Nhảy luôn nhỉ? Sư đệ à, ngài sư quyền nói gì không hả? Đi bảo nhà, bảo nhà. Sư đệ à, tối nay hai sư quyền để mình đi bảo nhà. Sư đệ. Nghe gì không hả? À dạ, đừng có lo nha, có sư quyền ở đây rồi, đéo có thằng nào dám đụng vào mùi đâu nha. À dạ, đúng thật là vừa lời quá đi, nhảy xuống chắc có gì, cầm quả lầu đằng làm gì hả? Trời ơi, có người kìa, đúng thật là kiên trì quá đi. Đủ má nó, đúng thật là kiên trì quá đi mà. À dạ, kìa, có người kìa. Kìa Ngọc kìa, ở nhà Ngọc có người kìa. Đang chạy với tốc độ khá là nhanh. À dạ, ai vừa nhận súng nhỉ? À dạ, đủ quá, nó ở đâu vậy? Ngọc hả, cứu sự quyền gã. À dạ, đúng là bắn ngay quá đi. À dạ, sư muội đúng thật là nhạc độ nhanh quá đi mà. Cho sư quyền biểu mẫu được không hả? Trời sư quyền biển máu đi hả? À dạ, ok luôn. Sư muội đúng thật là dễ thương quá đi. À dạ, cảm ơn sư muội rất là nhiều nha. Sau này nếu mà có cơ hội, sư quyền sẽ điện đáp lại nha. À dạ, bắn cái gì vậy hả? Dạ, tại sao lại giết người vô cớ vậy? À dạ, đúng thiệt, nhìn sư muội nhảy, đúng thiệt là bờ rộ quá đi. Sư muội à, chờ sư quyền mới được không hả? Chờ sư quyền mới đi. Là chờ sư quyền đó mà. Đi lúc đồ hả? Sư quyền không có muốn đi một miệng đâu nha. À dạ, hôm nay trời trời gió, sư quyền đi con mẹ nó mũi, không để nói chuyện được hả? À dạ, đúng thì là buồn quá đi. À dạ, nói nhiều để cho thon mũi đâu mà. À dạ, sư quyền đúng thì là ghê quá đi mà. Kỹ năng bắn của sư muội đúng thật là thượng thừa rồi. À dạ, sư muội đúng thật là ghê quá đi mà. Khâm phục, khâm phục. Đúng thật sư muội đây gặp được sư muội, sư quyền rất là thỏa mãn luôn. Phía sau của sư muội kìa, trang đùi kìa. À dạ, rất là nhiều người luôn hả? Sư muội đâu rồi hả? Tại sao lại không giờ không chơi sư quyền hả? Chơi sư quyền mới nào? Dạ, chơi sư quyền mới nha. Dạ, thường thường sư quyền thấy sư quyền rất là bờ rộ, nhưng đi với sư muội sư quyền cảm thấy mình rất là gà luôn hả? À dạ, trực mũi quá đi mà. À dạ, hai sư đệ có chuyện gì nói không hả? Sư muội à, sư muội chơi game này lâu chưa hả? À dạ, mấy tháng hả? Đúng thì là kiên quá đi mà. Cho hỏi sư muội ở đâu vậy hả? Đồng Tháp hả? À dạ, trời ơi, đúng thật là ghen quá đi. Sư quyền ở Hà Nội đó mà. Đúng thật là hai chúng ta ở gần nhau quá đi. Ở Hà Nội đó mà.
Dạ, gần nhau thôi. Vì sao? Vì tình yêu nó không có giới hạn, dù xa nhau đến mấy thì cũng gần thôi à, sư muội à. À dạ, còn ngoại lực vừa gái đâu nha, các sư để đúng tiền là bị quá đi mà. Sư huyền đang hỏi thăm nhau thôi. À dạ, đúng thiệt, cái lỗ mũi của sư huyền nó khó tự quá đi mà. À dạ, sư muội à. Sư muội, năm nay sư muội bao nhiêu tuổi hả? À dạ, đúng thiệt là còn trẻ quá đi mà. Hay dạ, sư muội có phải là đi bộ đội không hả? Sao nhìn sư muội rất là giống đi bộ đội hả? Quân đội đó hả? Làm quân y hả? Sư muội làm quân y hả? Nhưng sư muội chơi game rất là giống quân đội đó mà. Rất là ghê quá đi mà. À dạ, Siêu Quyền đã từng chơi game này rất là nhiều rồi. Nhưng lần đầu tiên Siêu Quyền cảm thấy chơi game này hay như vậy á. Chắc là vì có sư muội chơi cùng nên Siêu Quyền này cảm thấy rất là hay. Đúng thì có người chơi chung, trong lòng Siêu Quyền cảm thấy rất là ấm áp. Gói lòng của Siêu Quyền nó dường như là ấm lại, còn chìm của Siêu Quyền tràn nát. Hay dạ, đúng thì trực mũi hưởng bao nhiêu giá. Dạ, sư muội đúng thì là mất tiền quá đi. Dạ, nó đang chạy với tốc độ khá là nhanh về phía bàn thờ, còn một pha bắn không rúng rồi. Đủ á, đúng thì là được mũi. Khó nói quá đi mà. Dạ, trời ơi, cái lỗ mũi của tôi. Dạ, ai bắn nhá? Ai bắn chứ? Dạ, sư muội ở đâu nhá? Dạ, đúng thì là ghê quá đi. À dạ, đúng thiệt là cao thủ mà. Sư quân đây đúng thiệt là khâm phục sư muội quá đi. À dạ, sư muội đúng thiệt là cao thủ quá đi mà. Sư muội à. Đừng mà, đừng bỏ sư quân mà. Đừng có bỏ sư quân nha. À dạ, cầm luôn có mẹ nó xuống rồi, đứa thì là buồn quá đi. Sư muội à, đừng có bỏ sư huyền nha. Sư muội à, có ngày sư huyền nói gì không hả? À dạ, tại sao sư muội lại bỏ sư huyền vậy? À dạ, sư muội à, tại sao vậy? À dạ, sư huyền thật là cô đơn quá đi. Dù mày à, có nghe sư huynh nói gì không hả? Dạ, đúng thế, sư huynh đây là cô đơn quá đi bạn. Dạ, sư huynh không có thích bắn nữa đâu nha. Sư huynh đi chết đây. Dạ, đúng thế là buồn quá đi mà. Dù mày à, có nghe sư huynh nói gì không hả? Thì dạ, sư quyền lẻ loi quá đi. Cuộc sống này có vòng vàng, lòng người con cái lòng con người thay đổi à. Cái thằng kia nó có siêu xe siêu muội liền trèo lên xe liền, còn sư quyền thì chẳng có cái gì cả. Hay dạ, đúng tiền là cuộc đời này buồn quá đi. Hay dạ, sư huyền biết là sư huyền không có gì. Đằng kia có siêu xe, sư huyền không có gì. Sư huyền buồn quá đi mà. Hay dạ, khổ quá đi, tôi khổ quá đi mà. Trời ơi, sao lại bỏ tôi vậy hả? Đúng tình là rất là buồn luôn.
Dạ đúng thì là cô đơn quá này mẹ. À dạ bò này không ăn gì đâu, bò này gì có tấm máu thôi ạ. Dạ đúng thì là buồn quá đi. Đừng đừng có cười mà, nói thì là cái tiếng cười nó ghen dị quá này mẹ. À dạ không có giỡn đâu nha, chơi lại đi nha. Dạ đừng có đâm tôi nha. À dạ xe địa, chạy xe Windows con á. À dạ, có bắn nhau gì vậy? À dạ, đúng thiệt bọn này bắn ghê quá đi mà. À dạ, đúng thiệt bọn này bắn ghê quá đi. Đúng thì là buồn quá đi mà. Lên xe này, lên xe đi, lên xe tôi chờ đi. Lên xe nào. Xe đây này, cái ống số 4 kia. Ống số 4 sang đây nào. Có xe chưa? Có xe rồi, lên đây nào. Tốc độ giúp tôi cái nào. Ê, có người kia, có người kia. Đâu phòng ở đâu vậy? Đâu? Kêu đéo gì đấy? Kia kia, ở bên trong kia mấy. Vậy, hắc à. Kia kia kia, không có thấy người nha. Dạ lại hủy với nhau vậy, đủ phỏng cái xe của tôi vơ lơ. Ok nào nào nào, trời 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 trời, tôi ăn bầu này bỏ ở kia, trời vào xe đi lại đi nhanh nhanh nhanh, trời ơi. Dạ, rất là hay luôn. Một pha bỏ rơi đồng đội khá là hay. Rất là hay, một pha bỏ rơi đồng đội của thành viên KIM. Đấy, rất là hay. Một pha bỏ rơi đồng đội. Phang con kia, phang luôn xuống xe đi kia. Rồi. Còn là một người thôi kìa. Chạy vào bò cuối luôn đi, vào bò đi à. Rồi tính sau.
Dạ vậy nha. Cảm ơn em đã xem video của mình. Thì nếu hay hãy đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ video để mình có thêm những động lực để ra những video hay hơn nha em. Cảm ơn em rất là nhiều luôn.